trời lác đác mưa xa, trong phòng lặng lẽ mình ta với đèn. Lưng đã mỏi vừa nằm thiếu thiểu, hồn bồng dưng theo điệu nhạc trời. Rồi liền đưa đến xa khơi, nhìn ra mới biết là nơi liên trì. Lòng tự hỏi đến chi đây nhỉ, chưa kịp cho ý nghĩ trả lời. Liền nghe gió nhẹ đưa hơi, liên trì có một hoa tươi nở bừng. Mùi thơm dịu chưa từng ngửi tới, sắc đẹp pha lẫn khối hào quang. Tự nhiên tiếng nhạc dịu dàng từ trong sen ấy nhịp nhàng trồi lên. Hòa lẫn tiếng thần tiếng ca trồi, lời ca rằng con hỡi là con. Đường trần gót ngọc đã mòn từ xưa, giả sách nay còn tim gan. Chừng nào con niết bàn nhập tịch, nhập mà không mất tích ở con. Lời ca trầm bóng gieo doan, ngưng rồi mà tiếng vẫn còn dí gieo. Hồn ta phượng phất theo tiếng ấy, đứng lặng như tượng giấy hình đồng. Khác nào như khoảng hư không, chính mình lại chẳng ngó trông thấy mình. Bỗng có một âm thanh sấm nổ, đóa hoa sen đã trổ vừa qua. Ngọn đèn bông lại mọc ra, trong đèn hiển đủ Phật đa mười phương. Mỗi Phật mỗi hình dung đẹp đẽ, đẹp đẽ hơn tượng vẽ trần gian. Phật nào cũng dân minh vàng, nhưng hào quang coi muôn ngàn khác nhau. Màu nhiệm thay Phật nào ta ngó, tất nhiên là Phật có lời ra rằng con ơi Phật không xa, tâm đầu tức thủy Phật là đây ư. Hoa này dung chân như pháp bảo, đèn này là vô hữu diệu năng. Nếu người không có thiện căn, thấy hoa hoa chẳng nói rằng chi đâu. Qua cảm được sở cầu của chúng, đèn thông qua ý hướng trần gian. Trong đèn có pháp chân quan, sức năng hiện khắp mười phán Phật đàn. Mỗi Phật mỗi lời ra via diệu, khiến người xem được hiểu căn duyên. Con không là kẻ đầu tiên, xưa nay đã lắm người xem đèn này.
khởi niệm chi có ngay theo đó, tâm chúng sanh Phật rõ như gương. Con ơi, nơi cõi trần dương đang còn sầu khổ vì cơn bão bùng, con hữu chỉ muốn cùng chư Phật cứu chúng sanh khỏi cuộc can qua. Lòng con cảm đến Phật đã khiến cho thấy được đóa hoa sen này, lời trong hoa nở khai lúc này. Do mười phương thế giới Phật đã khiến cho hoa ứng lời ra, trong hoa có Phật, Phật hoa một nguồn. Con hãy xem các phương Phật khác, cùng Phật đây có khác hay chăng? Đồng tâm đồng một bản năng, cho nên sắc diện hình dung cùng đồng. Lấy đây để mà trông thì biết, Phật với phàm giả thiệt khác nhau. Phật đồng tâm niệm sắc màu phàm, thì khác tướng khác vào trong tâm. Tâm niệm khác khiến tham muôn khác, kình chống nhau tạo các khổ nạn. Khác hơn Phật ở niết bàn, cùng tâm thanh tịnh cung đàn từ bi. Dắt con đến đây chỉ có biết, muốn dạy con một việc rất cần. Con nên tịnh mình tâm thần để nghe lời Phật thiệt hơn tỏ bài. Con ơi, khách trần ai đang ngủ, màn vô minh phất phủ say xưa. Ngoài trời ầm ĩ gió mưa, nhà hư sắp đổ mà chưa tỉnh hồn. Cảnh chết ấy Phật không muốn có, nên gọi con để tỏ đấy ư. Là người phải biết thương người, con mau lấy dạ bi từ khuyên dân. Trời Tây có vị thần hung ác, sẽ ra tay tận sát nhân gian. Tự người giàu có cao sang, đến người đói khát nghèo nàn không tha. Chỉ có đức mới là tránh khỏi, tài mấy không chống chọi cho qua. Vị thần ấy lúc nổi ra, chúng sanh thế giới ta bà nát tan. Có đức có hào quang bao bọc, mấy thần ác không dám xốc đến mình. Phép này tối diệu tối linh, ấy là tự cứu lấy mình đấy con. Bọn phước đức hơn bọn của quỷ, có tiền dư mở đại cứu dân. Ấy là phép nhiệm che thân, cho ra không mất để dành tiêu tan. Phép
Phật nói xong tay vàng liền chỉ nơi phía tây, liền thấy hiện ra vị thần bộ mặt xấu xa, tay cầm một vật gọi là mê chung. Mê chung ấy khi rung lên tiếng thì người nghe liền biến tâm thần, mắt tay đều bị mê lần, đất trời thấy tối ngã lăn chết liền. Dù cho phép thần tiên đi nữa, bị mê rồi khó chữa lắm con. Vật kia hồi có càng khôn thì là có nó nay còn lại đây. Trông được có nó ít ai bởi trẻ, ngoài Phật ra mỗi kẻ đều thua. Phật thì lấy đức làm vua, xưa nay đức chẳng hề thua phép nào. Trong đức có đủ hào quang diệu, cưng chắc hơn các loại kim cương, gọi là diệu pháp chân dương, phép tà không thể cự đứng được nào. Đức càng lớn hào quang càng chắc, được viên dung đồng Phật Như Lai. Đức là mẹ của muôn loài, đức không tất chẳng có ngày nào an. Chinh các Phật minh vàng chói rực, cũng là do nơi đức sanh ra. Đức không không có Phật Đà, đức là nguồn cội của nhà chân tu. Đạo không đức đạo màu chẳng gọi, đức muốn nên nên mới tu hành. Con ơi muốn đạo quả thành, đức là căn bản ráng dành thêm cao. Chính nó là bức rào đỡ đàn, thần ác không xâm phạm được mình. Ấy là phép tối diệu linh, gọi con đến đây chân tình bấy nhiêu. Phật nói xong liền nhiều đôi mắt, rồi tự nhiên lặng bặt mất đi. Cúi đầu tả đức từ bi nhiễm màu giả, chẳng còn nghi chút nào. Ơn đức ấy chạm vào tim phổi, nguyện nói theo cho cõi lốt phàm. Cảnh này lòng chẳng muốn ham, thì còn chờ đợi ưa tham cảnh nào. Sen vườn ấy đèn cao vườn ấy, có sức năng hiện thấy mười phương. Trí phàm không thể suy lường, đáng cho sanh chúng cúng dường từ bi. Ta đang còn nghĩ suy suy nghĩ, sen bỗng nhiên phất phải một cành. Kể rồi tiếng nhạc liền sanh thần ca, một khúc vang lên êm đềm. Rằng con ơi ngày đêm không có, cõi sen này sáng tỏ luôn luôn.
mỗi hoa mỗi cảnh khác thường, trong hoa có Phật hiện đứng tỏa thiền. Hoa thọ mạng vô biên vô lượng, lấy kiếp phàm khó tính cho ra. Nhưng hoa chẳng có tàn già, lúc nào cũng đẹp như là mới sanh. Lấy cặp mắt phàm tình trong mày, không bao giờ được thấy Phật đâu. Tâm thanh con khởi lòng cầu, để mà thấy được cảnh màu trong hoa. Khi tai nghe lời ca vừa dứt, cảnh sen ngưng tiếng nhạc cùng ngưng. Rồi liền trong phút bỗng dưng, mùi hương ngát mũi chưa từng ngửi ra. Kê đó một đóa hoa phía hữu, chuyển mình xây mặt ngó vào ta. Thất như đèn điện bật ra sáng, vô cùng sáng hơn là trời trăng. Trong hoa hiện rõ ràng thế giới, có các lầu cất nối liền nào. Toàn bằng châu ngọc lao lao, trên không lại có tháp cao lưng chừng. Giữa tháp có một vừng bạch sắc, trong hào quang có Phật ngồi yên. Phật rằng: ơi trẻ hữu duyên, nhận đâu con được đến miền này đây. Con biết tên cảnh này chăng nhỉ? Chính tên Vô Sầu Mỹ Ngọc Đài. Những người từ cõi trần ai sanh lên, đến được cõi này đều vui. Kìa con xem mọi người tất cả, sắc mặt không có vẻ buồn rầu. Bao nhiêu đài cát ngọc lầu, tạo nên bằng các báu châu diệu quyền. Châu bao ấy tự nhiên biến hóa, tùy sở cầu hiện cả mọi nơi. Muốn nghe nghe được đủ lời, muốn ăn chi có đủ mùi vị ngon. Đủ phẩm vật không còn vật thiếu, tuy hột châu nhỏ xíu chưa đầy. Duyên xưa con đã kéo gây, cho nên mới được chống chày đến nơi. Kìa con thấy chói ngời viên ngọc, đang long lanh ở góc bên kia. Định thần con thấy mỗi tia, mỗi vị Bồ Tát đang chia cứu đời. Ông già giảng ra người tàn tật, ông biến thân ra bậc giàu sang. Ông thì qua kẻ nghèo nàn, ông thì giả dạng làm quan đương quyền. Mỗi ông mỗi có thuyền bát nhà,
ngày chi đêm bưng bà cứu dân. Biết bao nhiêu cuộc tàu tần vì câu bác ai bất cần khổ lao. Chinh mắt ta trông vào thấy kỳ, có một ông đang bị cực hình. Mặt luôn đầy vẻ tươi xinh, đớn đau tuy lắm không rên không buồn. Có một ông già cùng đang chạy và kêu vang thế giới sanh linh. Ráng tu để cứu lấy mình, ngày gần sấm nổ vang thanh hải hùng. Sắp đến phúc rốt cùng thế giới, nghiệp chúng sanh đã tới lúc mùi. Khổ nhiều hơn sự an vui, không tu khó thoát qua hồi đại tai. Có một vị ngồi ngoài phố xa, mặt ta tới như kẻ ăn mày. Vừa xin vừa cúi lại dài xin cô với bác ra tay giúp giùm. Tuy thân phận bần cùng rách ra, cũng là người như cả mọi người. Xin thương chớ giả ngạo cười, tiền nay giúp một lời mười trả sao. Nhân loại sắp bước vào quả nạn, vật quý chi cũng tan ra cho. Thân này nay chẳng đủ no, xin cô với bác thí cho ít nhiều. Giúp kẻ khó là điều phải nghĩa, có phước dư sau sẽ khỏi nàng. Cuối xin cô bác sống làng đồng xu chén gạo, xin ban bố dùm mà miệng vừa nói mà lưng vừa cúi. Nước mắt rơi như suối đổ ra, cái nghe có tiếng Phật Đà rằng: con ơi, ấy chính là Quan Âm. Biết bao kẻ đã lầm lạc đến, cho rằng phường lười biếng ăn mày. Nào về là Phật Vị Lai, vì câu bi mẫn ngồi ngoài chợ đông. Kẻ nào thí một đồng một cách, phước to bằng trái đất đây con. Kẻ lầm nhiều chất vườn non, người không lầm thật ít còn chi hơn. Phật nói rồi bình thân im lặng, ta liền quay ngó thẳng bên kia. Đồng trong ánh ngọc một tiên, có gì Bồ Tát đang lê gót trần. Quá làm một vị quan liêm trực, thêm đầy lòng nhân đức yêu dân. Sĩ binh hộ vệ bất cần, một mình đi lại xa gần xét xem. Thương dân thể anh em ruột thịt, vừa giúp dân chẳng tiếc một điều. Cất nhà cho kẻ bị thiếu, ruộng bán cho kẻ thiếu điều cày canh. Rách
cho mặt được lành thân thể, đói cho ăn để khỏe mạnh lên. Chẳng bằng không lúc nào quên lại thường khuyên khích theo nền Phật gia. Duyên ông quên cửa nhà con vợ, chỉ lo bề ăn ở cho dân, khiến cho già trẻ xa gần phải đều biết cảm ơn anh rất nhiều. Liền nghe tiếng Phật kêu ta nói, ấy là ông vì lợi độ sanh, mượn cơ giúp đỡ nó lành để lần dắt chúng tu hành đây con. Bồ Tát ngay đức còn hạnh mạng, ngài gần đây chứng đặng Như Lai. Hiện giờ ở chốn trần ai có nhiều Bồ Tát như vậy lắm con. Phật nói rồi ta liền cúi bái rằng cảm ơn Phật dạy tận tường. Nếu quan ở cõi trần dương như Bồ Tát nay biết thương dân lành, dân chẳng có một ai hờn oan. Nước càng ngày giàu mạnh dung an, không sanh ra cuộc rối loạn khắp đâu, đều cũng lặng án như tờ. Phật rằng nếu biết lo thế ấy thì cõi trần cả thải hiển hoàng. Đau binh cũng chẳng sanh ra, và ngài tận diệt lại là cũng không. Nhưng tiếc thay một ông hành thiền, còn chính người theo chuyện bất lương, thế nên không ngớt thề lương cạnh tranh nhau mãi trên đường lợi danh. Tội lỗi chất muôn thành đầy ngập, khi ác xung lên khắp trời xanh. Ngàn muôn dữ chỉ một lành nghiệp, kia sắp đến phạt hành gớm ghê. Nếu sanh chung giấc mê tình được, già âu lo trưởng phước cho nhiều. Dù cho có cuộc tàn tiêu, xác hồn kia được Phật theo hộ trì, đủ phép nhiệm cứu khi lâm nàng. Lòng muốn chi sẽ đặng có ngay, con ơi lời Phật không sai, nên khuyên khắp chúng trần ai thức lòng. Phật liền ngước mắt trong một cái, sức lẻ làng mắt nháy còn thua. Hiện ra một hộp ngọc to, rồi trong ngọc ấy chiếu ra cõi trần. Mây gió cuộn nước dưng lung láng, mù mịt trong hình dáng mờ mờ. Thấy như bèo nổi lỡ đờ hai hùng, không thể ai ngờ cho ra. Trộm thấy ấy yêu ma đạp dầm, thấy lòa lồ càng ngắm càng ghê. Lúc nào đẹp đẽ vườn quê, bây giờ xấu xí hơn về rác trôi. Mây dù mấy khi người trông thấy, cũng chán ngay hết lấy làm mê.
tự lòng ta thấy ủ ê buồn sao cảnh quá chè nhấp nhơ. Cảnh chết ấy thật chưa từng thấy, chết như vậy thế giới còn chi. Tự nhiên nước mắt lâm ly, rồi liền nghe Đức Từ Bi nói rằng: Con ơi, thấy trôi lăn thế đó, toàn là người không có thiện tâm. Tự làm thì phải tự cam Phật thương, nhưng cũng không làm sao hơn. Nghe Phật nói khiến lòng thêm nao, đành rằng gió nghiệp tạo sanh ra. Thẳng như cứu được người ta cứu ngay, không lửa ấy là nghiệp chi. Từ bi vẫn từ bi tất cả, hãy xót thương luôn giả xót thương. Không nhờ Đức Phật yêu đương, cõi trần tiêu lẻ hơn xuân gặp trời. Phật rằng ở con ơi xét kỳ, Phật thương hơn ý nghĩ con thương. Nhưng người ăn ở bất lương, dù thương cách ra mấy không phương cứu rồi. Đều kiên mắt thấy trời sẫm tôi, không lột sao nhẫn nổi trời trăng. Con ơi, kiến nọ lột xong, nghiệp không thì quả sẽ không tức thì. Công lý chẳng riêng gì ai cả, tội thì hạnh phúc sẽ thường ban. Cứ làm mãi việc ác gian, ác gian ấy sẽ lôi mang quả vào. Vạn sự chẳng ngoài câu nhân quả, ăn giàu thì nó giả chẳng không. Ráng làm cho chúng cảm thông, luật nhân quả rất bình công vô cùng. Riêng con khá nên dùng nhân lực, lướt trong gai tình thức nhân sanh, khiến người trợ tâm hiền lành ấy là biết cứu phàm tình đấy con. Nghe lời Phật lòng son thêm tỏ, có cảm thì tất có ứng ngay. Giống nào trái nấy chẳng sai, tự nhiên định luật xưa nay không lầm. Mày thật đúng phép thầm thâm dìa diều, không Phật tâm khó hiểu Phật cơ. Nhiệm màu từ trước tới giờ, bí quyền nay cũng vẫn chưa hiểu cùng. Người biết một ở trong muôn việc, chớ nào đâu hiểu hết mấy sâu. Nhiễm màu sao trước nhiễm màu, mỗi mảnh biết được đuôi đầu sẽ thông. Quyên sanh chung để lòng xét kỳ, chọn lấy câu chân lý làm theo. Đâu là nước bọt mây bèo, đâu là sắt đá sơn kéo nghiệm rành. Rồi tự lực thiệt hành chánh đạo, khó ngàn muôn chớ não tâm linh. Luôn gìn vẹn đức kiên trinh, không nên Phật thâm cũng thành tiên nhân.
đời có phải là hơn mọi kẻ đang kính yêu đang lẽ tôn sùng. Khuyên người suy xét cạn cùng để lo cho khỏi lụy chung kiếp tàn. Dựa theo những lời vàng Phật bảo, cõi trần là quyến áo sắp tiêu. Khác nào nhà dốt cột siêu, gặp cơn bão tố dễ nào đứng an. Cuộc sập đổ tiêu tan khó tránh, ở trẻ già hai lắm cho mau. Chẳng chờ khi gió thổi vào mạng căn kia, khó giữ sao cho còn trong lòng ta. Vừa đang nghĩ thề viên ngọc kia vừa kê chiếu ra. Một ông đầu bạc tuổi già dùng nghi đoan chanh đang ra tay chèo, gặp phải lúc ngược chiều nước đổ. Ông chèo nhiều thuyền nó ít đi, tay chèo miệng lại ngâm thi thi rằng hoàng vũ nhất kỳ khải an. Kẻ hữu duyên có thoảng đại đồ, mau xuống đi tìm chỗ lạc nhàn. Đò này chẳng ngại biển gian, sẽ đưa rước khách ngồi an tới bờ. Lão từ trước tới giờ cầm lai, chẳng lần nào đi sai hướng phương. Khách già trẻ chớ ngại đường, muốn đi tới chỗ hải buông xuống đò. Ông vừa ngâm vừa lo chèo tới, khách trên bờ ít gọi đến ông. Phật rằng con có biết không, lão đò ấy hiện còn trong cõi trần. Một Bồ Tát hóa thân đấy nhì, con để tâm suy nghĩ sẽ tường. Nếu như có khách trần dương gọi ông, ông sẽ đưa đường cho ngay. Phật nói rồi vẫy tay một cái, thuyền qua ra thế giới cực minh. Cảnh vui nhà cửa rất xinh, người nào đều cũng dáng hình nghiêm trang. Do cặp mắt làm tan bóng tối, không trời trăng vẫn rọi sáng trưng. Mỗi người dưới mỗi bàn chân, cô hoa sen đỡ đi dừng tự nhiên. Phật rằng cánh trong thuyền đấy nhì, bước xuống đi sẽ thấy ngay liền. Trên đời ít kẻ hữu duyên, cho nên người được xuống thuyền mấy ai. Ta càng xem càng sai mất mát, cảnh chưa từng để mắt trông vào. Kinh thay phép Phật rất cao, những điều biên quá trần nào nghĩ ra. Ước gì cảnh của ta xem đây, khắp người đời cũng thấy như ta. Cõi trần dù lắm mê xa, cũng là dứt bỏ để mà lo tu. Phật rằng sâu sâu nào cũng sâu, quá rồng hay không quá tại mình. Nước kia chẳng chịu lặng bình trắng, dù có chiêu khó nhìn lắm con.
quý hóa thay Phật ngôn vừa bảo ơi cánh màu do tâm tạo mà ra. Nếu đồng tâm với Phật Đà tất nhiên cảnh Phật sẽ là thấy ngay, suy nghĩ thế lòng đây phơi phờ. Tu thì thành chẳng thở nào không, nguyện đi kêu khắp đại đồng cho người trong cõi trần hồng gắn tu. Ta nghĩ xong cúi đầu bái Phật, xin đội ơn của Đức Đại Từ. Phật liền nhích miệng mỉm cười thoát qua một cái mất hồi nào đâu. Ta đang ngẩn ngơ theo phép nhiệm, tai liền nghe có tiếng lá rung. Nhìn ra la dưới cành hoa chuyển lai dài bẩn rồi ra ngưng liền. Nhiều Bồ Tát hiện trên lá ấy, lá không chìm vẫn thấy tự nhiên. Vị nào cũng rất trang nghiêm đồng thỉnh cất dòng ngâm lên lời màu. Rằng nước vốn nguồn sâu ban bùa, Phật do tâm mà có danh ngôn. Thấy tâm thấy được thế tôn, bỏ tâm thì Phật luôn công tu hành. Đang lắng nghe tiếng ngâm vừa dứt, bông các ngài liền khuất ngay đi. Thật là Phật pháp bí kỳ, lời vàng trong lá dễ gì moi ra. Chân lý thay lời ca mới này, nguyện truyền ra cả thải người nghe. Chừng nào dân chúng hết mê, thì đây mới chịu ngưng bề nhủ khuyên. Xưa nay vốn đạo duyên đã thâm, giờ được thêm phép nhiệm ban giàu, khiến thêm sắc ngọc sẫm màu. Đường tu càng mến ta sao cho cùng. Riêng phận đành vậy dùng khỏi khổ, còn muốn cho khắp chỗ ly nàng. Làm ý theo những lời vàng đạo màu, gieo khắp nhân gian mới vừa, cay đắng mấy cũng cho thường sự. Miệng sao làm dân thứ hiện lành, ấm no trong cuộc sống sanh hảo hòa khắp cả dân tình đó đây. Hiện tại chẳng ai gây thù hận, vì lai không vướng bận khổ sầu. Khắp dân thế giới năm châu nắm tay nhau lại giữ câu hòa bình, biến cõi thế trở thành cõi Phật. Đổi hung đồ ra được hiền nhân, là ngài nhân loại quý nguân. Ta bà thế giới hết còn khổ lao, điều này ta ngại nào cũng ước. Khát khao hơn khát nước nữa ư, lòng luôn khẩn Đức Đại Từ giúp cho ta sớm được như nguyện này. Hôm nay được tới đây cõi là càng khiến cho lòng dạ thêm nôn. Cúi đầu bái tạ Thế Tôn, giúp cho thế giới càng khôn như vậy. Quảng chi nhiệt đường xa gối mỏi, không khổ thân ai gọi Như Lai.
khổ lao chịu đựng một ngày sướng vui sẽ được bồi tài muôn năm, nếu chẳng thế đâu cam chịu khổ. Lo tu hành dài khổ trần ai, ôm lòng sớm tối lạc chạy vì không muốn sự oan dây buộc mình. Gán lừa chữ trượt thanh cạn kỳ, mới không mang hương vị trần ai. Người tu đâu phải ngu ngay, mà không biết viết lâu đài cao sang, biết mọi việc thế gian không sót. Nhưng cho rằng tạm vật không ham, biết ngoài ra cõi tục phàm còn nhiều cõi khác đang làm say mê. Cho nên lòng không hề liên ái, chỉ tìm qua thế giới bất di, tức là cõi đấng từ bi bất sanh bất diệt vĩnh kỳ lạc an. Đọc qua đây rồi toàn lấy phần, ở hai bên phải nhận một bên. Hai bên năm hết không nên, cái nào chân thật lâu bền thì theo. Muôn anh trai phải leo phải chọc, chớ ngồi trơ dưới gốc không xong. Nhất thời chịu khó ra công vĩnh kỳ, mới được phước hồng trả cho. Chẳng gia tâm lắng lo mài dùa, ngọc lưu lờ như đa khắc chi. Hiện nay một xá một quỳ, mai sao được ngữ liên tỳ muôn thu. Vì thế mới vui tu kham khổ, nếu không trơn chịu khó làm gì. Nhưng kham của kẻ từ bi khác hơn, tham của kẻ đi buồn đời. Suy xét kỹ chớ lời giả ngọc, nghe đi khuyên chi dốc lo tu trùng dương. Muốn dẫm mịt mù ngóng tính, quê nổi đảo màu chấn hưng. Thường đêm thường rưng rưng nước mắt, bởi chưa nghe tin tức vui mừng. Ngày nào nước mắt hết rưng là ngày ba tánh giảng dân an hòa. Chữ đạo đức vốn là nhân thiện, người thương người là chuyện ngay đường khắp. Trong nhân loại hiền lương chính là thế giới thiên đường tại đây. Ta ước nguyện điều này không ngớt, dù bao nhiêu kinh luật chẳng ngoài. Quê nhà đồng đạo gái trai chữ nhân thiền, chứ lợn phái tâm tình đọc giảng kể làm in theo đó. Chớ xem qua rồi bỏ chẳng hành, đã là thấy có chim xanh tức là kim mẫu hậu hành đau lai. Tính mạnh chớ ngờ phai ý niệm, sẽ có ngày thọ điểm chân quan. Khuất gương gì bởi phủ màn, khi màn hết phủ rõ ràng thấy gương. Chớ âu sầu cũng đừng bãi hoài, nên gắn công trì giới xem sao. Phật ngài đã bao cách nào ta đem nói cạn ở vào nơi đây. Kể từ nay đến ngày rút rau,
Phật sẽ còn bao nốt nhiều điều, muốn cho ai cũng được siêu lần lần, ta sẽ ghi nêu gửi về, tiếng nói trong liên quê còn nữa. Đây ta xin tiếp kế nghe luôn, trong khi ta ngơ ngẩn hồn, rằng qua sau có lắm muôn phép màu, mười phương Phật ở đâu cũng thấy. Lòng muốn sao có vậy đáng kinh, khéo thay các Phật động tình, vì thương sanh chúng lập nên qua này, ta đang nghĩ rồi đây phải liều. Sao cho xong phận điệu làm trò, tai liền nghe tiếng sấm to, trong hoa sen hiện lên phó kinh màu. Hào quang chiếu mỗi câu thấy rõ, mỗi chữ đều ứng đó vườn son. Kinh rằng con hỡi là con, phận trò muốn được vẹn tròn nghe đây, chớ quên những lời thầy đã dạy. Một lòng son trì giới giữ chay, xả thân cầu đạo hôm mai, chỉ tu không phúc với lãng phai thì tròn. Thầy làm sao thì con theo vậy, bước chân thầy con phải dẫm qua. Con đường của Phật Thích Ca cứ đi theo đó thì là vẹn thân, nước nguồn với nước sông khác chầu. Nhưng tánh cùng một ngõ như nhau, cây thì mọc thẳng lên cao, nước thì xuống thấp cao, thuận hành kinh còn tả muôn ngàn nẻo nhìn. Giờ phút này chưa tiện nói ra, hẹn cùng lớn nhỏ gần xa, có ngày ta sẽ viết ra hết lời, xin ráng đợi chớ lời giả sách. Sẽ gặp hồi tương đắc chẳng không, nhiễm màu ôm chắc nơi lòng, gặp người chúng thủy sẽ hồng trao cho. Lời son ở nơi phó kinh nhiệm, ta vừa xem vừa nghiêm tư lời. Kể sao cho hết người ơi, thế gian sanh với Phật trời đâu cam, kinh tự lật từ trang đến cuối. Rồi bỗng nhiên gió thổi nhẹ qua, quyển kinh lần lượt bay xa, chỉ còn để lại đóa hoa sen vàng. Liền có tiếng nhạc vang lên nữa, kể từ trong hoa nó phát ra, rằng con ơi Đức Phật Đà, vì con vì khắp ta bà chúng sanh, giải rõ từ kẻ răng chân tóc. Phó kinh rồi là một diệu phương, ngày nào thuận nước thuận đường, kể cho dân chúng được tường ơi con. Cay vì đắng con còn nhiều lúc, chịu cho qua chớ phúc chối từ. Hy sinh cái kiếp hoại hư, xây thành an lạc cho người năm châu. Con chịu khổ Phật đâu muốn thấy, nhưng khổ vì bác ai đáng mừng, riêng mình chịu khổ một thân, giúp cho sanh chúng cả muôn người nhờ, sự khổ ấy đáng cho chịu khổ. Khổ càng nhiều đức độ càng cao, khổ nay nhưng lại vui sao cùng cấp, người nào cũng vui, mình được vui cho người vui với. Sự vui này mới gọi Phật
thật vui. Thế nên dù chịu dập dùi gì vẫn cứ mãi vui cười ơi con. Con đã khổ nhưng còn khổ nữa, cứ lóc lăn ngày bữa cho qua. Đạo màu búa khắp gần xa, một người tỉnh ngộ hơn là muôn châu. Quên ngủ nghe quên câu mai mặt, đói cũng quên đến khát cũng quên. Ban ngày chỉ những ban đêm chữ từ bi hai chữ, một niềm toan lo. Người dương thế dù cho không biết Phật mười phương các việc hiểu rành. Làm lành thì cứ làm lành, không cần ai biết mới thành ơi con. Vừa rồi quyển kinh son có chỉ, câu ấy con suy nghĩ ra sao? Câu rằng má khảo đạo cao, muốn cho tâm mát phải nhào ra sông. Muốn được người kêu ông kia nọ, phải tuổi cao phải có công gì. Điều này con xét kỹ đi, rồi thì sẽ được cụ quy mấy lấy mình. Phật nói xong giáng sinh một tiếng, rồi dáng hình tự biến ra không. Đó qua cùng ngón đèn hồng đèn, thì phơ phất qua không cửa mình. Trong có vẻ huyền linh vô tận, một hoa màu trong vạn đóa hoa. Hồ sen rộng lớn bao la, nước trong riêu chảy dưới hoa dịu dàng. Nếu lấy mắt thế gian để thấy, cho không ai ở đây hẳn nhiên. Nhưng mà cặp mắt thần tiên cánh này, đâu phải ảo huyền vô nhân. Kẻ nghe đây định thần xét kỳ, tìm hiểu ra đâu mỹ đâu không. Ước người cùng thấy được bóng như ta đã thấy, thì lòng mới vui. Những tin rằng những người nghe đây, nếu tin ra nghe lấy lời ta. Mỗi lời nói ở trong hoa, lòng son chặt giữ như là keo sơn. Ai cũng được hành chân chánh đạo, y như lời Phật bảo xưa nay. Hoa kia hiện đến có ngày, thấy hoa sẽ được nhiều bài hay ho. Qua đã nhiễm đèn cho thêm nhiệm, Phật mười phương diễn kiến tận mài. Bình chậm được gặp thuốc hay há, không mừng rỡ đưa tay rước dao. Việc có thật chớ nào mơ mộng, ráng tu hành sẽ đặng chứng minh. Nên không gì cũng tại mình, việc chỉ khó mấy cố hành cũng nên. Ngọn đèn liền ứng lên một cái, sáng vô cùng rộng rãi vô biên. Cả sen lần với cả đèn mất đi, để lại một nền trống không. Tự nền trong khói ung chất ngất, rồi hiện ra muôn vật đủ hình. Rối loạn càng thấy càng kinh, xung xăng đến đổi mắt nhìn không ra. Những hình dáng xấu xa không thiếu, lối hung tàn đủ điều khác nhau.
nổi chìm như sóng ba đào chỉ trong giây khắc xôn xao đủ hình. Tai liền nghe vang thinh một tiếng, cảnh ấy liền tiêu biến ra không. Rồi hoa sen dây đèn hồng tự nhiên trở lại như trồng đứng trơ. Trong hoa có lời thơ nói rõ rằng con ơi cảnh đó là gì. Từ trong không chẳng có chi sanh ra đủ thứ dị kỳ rối ren, sâu di tốt đua chén xô đầy. Giữ cùng lành qua lại không ngừng, rối loạn khó nổi biệt phân khổ sầu chi sanh não nần chi qua. Đây tâm trạng người ta đó trẻ, nhìn đây mà hiểu lẽ thiệt hư. Người nào tâm được bình cư tất cùng chư Phật, cũng như khác gì mọi việc của người suy giới nghị. Như khói ung hồ mỹ vô căn, chung quy như tiên sấm gian diệt chi rồi cũng tiêu tan chẳng còn. Lời văn tắc nhưng con khá nghiệm, hiểu sâu xa là điểm công thành. Vì con vì cả chúng sanh mười phương các Phật phép lành cho xem, riêng con biết khá đem người biết. Đạo búa ra khắp hết trong trần, nêu lên hai chữ quá dân khiến cho tất cả xa gần hiền lương. Con nhìn ở bên giường cực lạc, rồi xem qua mảnh đất trần gian. Đâu vui, đâu khổ rõ ràng, đó là hai thứ thao vàng khác nhau. Con liệu cách kêu gào ba tâm, khá nhận ra hai cảnh Phật phàm. Có tham cảnh Phật nên tham cõi phàm khuyên, chứ nên ham làm gì. Vạn vật vốn hữu kỳ bất diện, sướng giường bao mặt miếng giường bao. Hay là tứ hải sang giàu chỉ là giọt nước trên tàu lá rung, nên khuyên kẻ sai cuồng sự vật. Khá nhìn ngay cái xác đang mang, xác kia như đốm lửa tàn khó làm sao giữ được ngàn muôn năm. Bảo cho lâm chỉ làm một lúc, giữ bao nhiêu cũng phúc hơi còn. Mỗi ngày tuổi sống mỗi mòn, tuổi mòn là các việc cũng lòn đi theo. Có của chứ nên đeo theo của, nên giúp cho những kẻ cơ hàng. Lo làm những việc phước doan, xác thần khi bỏ niết bàn được lên. Càng có của càng nên bố thí, bố thí nhiều đạo vị thêm cao. Tại trần của cải tuy hao, những nơi cõi Phật càng giàu phước thêm. Ấy là kế trường miên ơi trẻ, nào phải đâu là kẻ dại ngu. Giúp người sẽ được đền bù, bất kỳ ai để mắt vào cũng thương. Nói một cách thông thường dễ hiểu, người phải nên biết điều làm người. Giúp nhau là việc tốt, tươi hại nhau là việc ai người cũng chê. Kiếp sống tạm ấy về đỉnh màn,
nhưng chớ nên giới hạn vào đây. Giúp nhau cứ nguyện giúp hoài, khắp người nó ấm một ngày cũng nên. Đem thân tạm giá trên trần tục, để tạo chân hạnh phúc Phật đài. Khổ lao dù mây chớ này, cố làm để giúp nhân loài ơi con. Tình siêu thầm gác trên tình thế, nghĩa cao dài phủ cả nghĩa nhân. Bao nhiêu mối nợ lần khẩn dứt đi, không ai bận Phật thần đây con. Lời vừa dứt tiếng bon một cái, như từ xa đưa lại dĩ gieo, khác nào đang bị đá treo dứt đi. Lòng thấy như phao hồng người, bạc về kim chớ lời khó chuộc. Chết mấy thay vẫn buộc dạo lòng, làm cho ba tánh hiểu thông. Như lời đã nói trong bóng mới vừa, nơi đất khách sớm trưa chi tôi. Lòng chỉ lo một môi ấy thôi, đủ hình giá trá trong đời cốt. Làm cho chung hiểu lời Phật tôn, quê nhà khắp hương thôn đồng đạo. Đừng quên đây đang thảo nhiều môn, uống chiều trên lỗ càng khôn. Thân này kể đã như chôn hết rồi, sống mà chết ai người có thấu. Thấu được cho quy báo chi hơn. Kìa xem mây giáng đầu non đây, cùng mỗi việc tục trần thế ư. Ráng cùng đây cho như một rạp, nửa chân đường chứ đạp lỗ riêng. Tu hành nhớ giữ căn nguyên, có ngày tiên Phật được thiền chẳng không. Mắt dễ nhắm nhưng lòng khó tình, sự muôn ưa phải nhịn dễ gì. Quy y thì ráng làm y, khó tu thế mấy cũng trì. Cho nên ngài thành tựu sẽ đền công khó, khuyên chớ này ngựa gió phong sương. Kẻ đang ở cách trùng dương, người trong quốc nổi còn đường gặp nhau. Khuya sớm chớ quên trao đạo đức, sớm muộn gì cũng được như nguyện. Gấp ngày trời hợp đôi duyên, tất là sẽ được cõi phiền mấy năm. Hồn ta ở đầu nằm khắp chung, tình ta luôn âm úng trong dân. Tuy thân kẻ sợ người tần, nhưng lòng luôn được ở gần với nhau. Kẻ quê nhà khổ đau một tí, ta nước ngoài như bị kiếm châm. Không riêng thông cảm bằng tâm, mà còn liên hệ đến thân xác phàm. Sinh già trẻ ráng làm việc phải, giúp cho đây bớt cái ưu sầu. Thân gầy gặp lắm lo âu, càng gầy thêm nữa có đâu bớt nào. Xin vui nghĩ tình nhau một chút, bớt cho đây những khúc đau buồn. Mỗi ngày giọt lệ mỗi tuôn, vì thương ba tánh còn đường gian lao. Ước mong được gió mau đưa đến, để nhổ sào rời bến phù tan. Ngày nào còn cách đôi đàn, niềm xưa không thể luận bàn hết câu. Riêng ta thấy ưu sầu hiu quạnh,
người quê nhà cũng chẳng buồn đau, chắp tay nguyện dãi trời cao duyên, người Nam Bắc khiến nhau sớm gần, ngày phúc chia cách vì cơn suy bì. Ngày nhất quy là khí thành hưng, từ đây đến lúc chở chân cũng nên gắn đợi, xin đừng lãng tâm, chữ đạo lý là mầm cứu khổ. Câu quyền cơ là chỗ giải quan, dù cho muôn vạn hùm lan cũng đi cho đến tột đàn chớ lui. Hoa chưa nở thì mùi chưa có, trai chín rồi đây đó thơm tho. Dung bội là việc đáng lo, một ngày sau lạng héo khô một ngày, núi tuy lớn đục hoài sẽ mòn. Rừng dù to cứ đốn sẽ thưa, tội bao lòng cố gắng chừa cát, có ngày hết được chớ ngờ rằng không. Việc chi nếu chỉ công làm mày, dù khó khăn thế mấy cũng thành. Khó khăn là việc tu hành, sợ nay đã lắm người thành đâu không. Chớ ngại bước gai trong chân chờ, vượt tuyết sơn tầm ngõ đảo màu. Thích ca cũng một khác đâu, trái bầu cũng với hột bầu không xa. Ôm chi đạo ngày qua tháng lại, rèn luyện cho đến đại công thành. Lấp lừa tâm não cho thanh, cũng người nhưng sống khác tình phàm phu. Chân tâm tở trời thu sáng tỏ, dòng niệm như mây bủa mịt mờ, mây kia tàn tàn càng thương. Trời thu càng tỏ đến giờ sáng trong, điều ấy khá để lòng xét kỹ. Ngó mắt vào tường lũy bình quang, từ nơi biển rộng minh mang, mặt trời lần mọc thấy càng đẹp xinh. Thoát nhiên tâm diệu minh mở tỏ, cùng biển trời kia có khác đâu. Nghe đây rồi nhớ lo âu, làm sao cho được đảo màu tinh minh. Mưa nắng có chỉ nên công râm, sẵn đảo màu còn gắn tu thôi. Đây nào bịa chuyện người ơi, cuộc đời còn có mấy hồi nữa đâu. Sớm không liệu muộn âu sao kịp, gặp đảo màu là dịp giải oan. Muốn ra khỏi cảnh khổ nàng cần lo tu gấp, chớ màng sự chi. Quy Phật nhớ làm ý theo Phật, quy tăng cần doái bước theo tăng. Phật tăng quy nhất một đàn, với lòng quy pháp giáo càng gắn ghi. Trong giáo pháp luật nghi là cội, kẻ tu hành sớm tôi ráng gìn luật nghi, càng giữ sạch tinh đạo màu càng sớm chứng minh đắc thành. Ta đang ngóng trong tỉnh quê nội, được có người mở khối linh quan. Lòng đây xin chớ phụ phàng, ráng khai phá hết bức màn vô minh. Mỗi sự vốn tại mình tất cả, làm việc chi phải kha xét suy. Quấy rồi khi biết bỏ đi phải, chưa làm được cố trì cho nên. Những tật xấu gắn quên cho được, các việc lành không chút
bỏ qua lòng luôn mật niệm Di Đà nhớ ghi lời Phật Thích Ca giải truyền. Trong đạo đức hơn quyền chức tạm, giúp cho người giả chẳng mong đền. Ngày đêm khấn bay ơn trên cứu dân khỏi cảnh đạo điên khốn nạn, ở trong một nén nhang rẻ giá. Đem tinh thần cao cả để vào nén nhang ấy quý dường bao Phật tiên đâu cũng bôn đào chứng minh. Một xu được lời đền giảng đức của bất lương giai một trả mười. Nhỏ to cạn xét dân ơi liệu cho hồn khói bị rơi diêm đài. Chỉ một thấy quả tai muôn triệu nhã dài lời phước nhiễu trăm thiên. Lóc lừa kỹ bớ chư duyên bà làm bà nói là nguyên tội sầu. Ta được lãnh nhiều câu bi yếu của Phật tiên giải biểu xưa nay. Bước đường đâu dài đâu ngay nơi lòng được biết nên bày ra đây. Muốn ai cũng cùng xây đạo Pháp. Lo cho mình lo khắp người ta, giống lành gieo rải gần xa tạo nên thế giới an hòa phồn hưng. Chớ ích kỷ cho thân sung sướng, mặc cho ai nghiệp chướng nặng nề. Riêng mình ăn mặc phủ phê không màng đến kẻ phân che không lành. Đạo bác ái quên mình lo chung. Đức từ bi rộng bụng thương dân, phận mình lao khổ chẳng cần miễn là giúp kẻ được thân no lành. Đạo như thế mới thành chánh đạo, đức không dày sao bảo đức tôn. Dạy ngoài nhưng lại trong khôn, ngoài khôn trong dạy việc còn lạ chi. Khuyên nam nữ khá suy tốt lè, chớ cho tu là kẻ dạy khờ. Nếu không biết mối quyền cơ, đâu cam non lạnh ngồi chờ lục niên. Ta vì quá cuồng điên đạo ly, nói không ngừng mùi vị Phật môn. Nhưng ta đâu dám làm khôn nói ra, vì muốn hương tôn tu hành. Nói đây chẳng riêng mình bài nói, do Phật Ngài chỉ mối cạn sâu. Gần ngày biến quá còn dâu, nói ra cho chúng quay đầu tu thân. Chậm một bước não nần mấy đoàn, mau cất chân rừng thấm sớm ra. Xưa nay ở cõi ta bà đổi thay nhiều cuộc, đâu là mới đây. Đồng đạo lấy lời thầy giải dỗ, so với lời Phật tổ mà xem. Hồng trần là chốn luốc lem, mở tâm thấy được hết thèm khát ư. Ta xin tiếp lời chư Phật bảo, trong hoa sen quy bảo ra nghe. Cõi không đức Phật biến về, ta còn đang đứng say mê một mình. Qua với đèn hiển minh trước đó, ta chừng như quên có đèn quang. Trong lòng liền phát nghĩ ra, Phật ơi có biết tâm ta muốn gì. Chưa kịp nghĩ việc chi đến rốt, bên tay như gió trốt đi qua. Ngọn đèn liền tỏa sáng ra, như ngàn châu rải mới là thêm kinh.
trong đầu đánh ình ình gian dội, ba hồi to nhức nhối lỗ tai. Trong ngân liền thấy hạt bay ngậm phong thơ đỏ nhã ngay trước đầu, thơ chỉ có bốn câu thì ngăn. Lời giảng đơn căn dặn như vậy, ba hồi trống mở khai, mọi người thấy gian tay. Tiếng trống kia khi dứt không hỏi cũng biết ngay. Bốn câu này xin ai khéo nghiệm, màu làm sao và nhiễm làm sao. Càng suy xét đến chừng nào càng hay ho, có tả sao cho cùng. Đời đến lúc quy chung như thế, đạo cũng không ngoài lẽ ấy đâu. Đọc đi đọc lại từ câu, chừng nào hiểu được đuôi đầu sẽ thôi. Bức thơ ấy đọc rồi như tuyết, từ tan lần đến diệt qua không. Cũng đèn rồi lái cũng bông nghiêm trang, khó tả sao cùng nghiêm trang. Ơi đồng đạo kiên gan bê chi, làm sao cho hiển thị qua đèn. Sẽ là không ngớt lời khen thần tiên, của diệt thần tiên khó lường. Thần tiên cũng tự đường sanh chúng, mà đạo lại đem chốn siêu nhiên. Chúng sanh có thể thần tiên khá tình chơ, có để riêng lầm ngờ, tâm đang rối đang mờ không thấy. Thần tiên nằm trong mấy ráng môi, lóng tâm để trí mà coi thần tiên ấy sẽ bực loài sáng ra. Việc có thật không qua ráng bình, khi thấy ra nhờ tính dẻo dai. Lòng nguyền la lánh nở trận ai, việc chi dù lâm rượu này không ham. Khó thê mấy cũng cam chịu khó, miễn làm sao mở tỏ chân linh. Thoái hư tật xấu nơi mình, dù cho khó bỏ cũng rinh ra ngoài. Cuộc đau đầu nay mai rất chậm, không gấp tu thì hỏng quá đi. Mái trời như chớp rất nguy, đừng rằng việc chẳng gấp chỉ là lầm. Trời trong đó rồi gầm chuyện đó, là việc thường hay có phải không, thì là cơ cuộc đại đồng. Ngày kia cũng thế chớ hồng sai hoa, mắt đây thấy Phật Đà quá hiền. Việc thế gian nhiều chuyện quái kỳ, chừng ngày tai nạn phụ vì gió lai, một ngọn cũng nguy cả làng. Chớ tưởng cõi thênh thang sơ lọt, khí trời đâu cũng lốc đến nơi. Tu hiền mới vững người ơi, vì rằng nhân thiện có trời phước ban. Nhắc thêm chuyện qua vàng hiển ngữ, còn nhiều điều lý thú vô cùng. Ta vừa đọc bức thơ xong, thơ kia lần biên qua đồng rung lên. Ai ngờ có tiếng rên thế thầm, từ trong qua như vạn muôn người. Kẻ thì như đắm giữa dời, người thì như lạc loài nơi rừng già. Có kẻ như bị sa nuôi lừa, có người như té hô thẳm sâu, có người như bị diều hâu, như đang bị thú dây bâu cùng mình. Có kẻ bị yêu tinh dọa nạt, có người như đói khát lóc lăn.
có người bị giặc búa văng tai nghe đầy tiếng rên than não này, nghe không cũng hồn mê phách lạc. Nếu thấy càng thành thức tâm kinh, chính đây cũng bắt rùng mình tham thế ấy dung bao tính sau này. Khắp nhân loại đông tây nam bắc, ở chỗ nào cũng gặp thế ư. Cuối sinh các đức bị từ ra tay, cứu vớt con người trần ai. Dân nếu gặp cảnh này khó sống, kẻ không tu càng mỏng thêm hơn. Làm lành hơi khách tạm trần tuồng, đời càng lúc càng gần không xa. Cuộc biến chuyển kỳ ba rất dữ, chớ không như thường sự bấy lâu. Đổi thay khắp hết địa cầu, không riêng một giới một châu. Bởi người nên Phật mới cạn lời dạy dỗ, khiến chúng sanh hiểu rõ ngọn ngành. Ngõ hầu tỉnh thức tu hành, bỏ điều hung dữ theo lành sớm khuyên. Hiện lành được nhiều bề che chở, hung dữ không ai đổ cho đâu. Dù cho Phật lâm phép màu, cũng không riêng vị người nào được ư. Vì lẽ ấy cần quy chánh lầu, một lòng thành hối ngộ tu hiền. Không không mà có Phật tiên, các ngài chẳng phụ người hiền đức tâm. Phật pháp vốn thầm thầm di diệu, phải công trì mới hiểu tột nơi. Đeo vào đừng phúc nào lơi, nay không đắc đạo thì mới cũng thành. Mỗi đêm mỗi lời lành được hồi, đâu là nơi nguồn tội đã tường. Nguyện cùng Phật một lòng thương, đạo gieo không chỉ thôn hương của mình. Trong bát nhà đánh lên khắp chỗ, chuông đại bi vọng cả mọi nơi. Tỉnh cho được khách trận đời hết, người mê muội mới thôi vận hành. Hiện thân ở đảo gần xa thầm, giống từ bi dẫn râm khắp cùng lốc lăn chiều uông tứ tung. Lòng trong sao trước dẫn trong một màu, Phật có dạy một câu bí nhiệm rằng: con ơi trong biển có vàng, muốn tìm phải lập phải sàng. Được vàng phải chịu gian nan trăm phần. Câu ấy rất lý chân tuyệt diệu, nên thân này vui chịu khó khăn. Biến hình khi tục khi tăng, cảnh nào cũng vẫn xả lăn thân vào. Thật vàng dẫu lửa nào không sợ, có lốc lăn mới rõ giả chân. Ta bà đâu cũng léo thân, mà nơi nào cũng như cơn gió lầm. Trước sau cũng vẫn không bóng gian, không để cho dương mang sự gì. Luôn ôm lấy giả từ bi mượn đời, để tạo những gì cao siêu. Bề ngoài dẫu có nhiều sắc hiện, bên trong luôn một chuyện đạo màu. Quê nhà khó hiểu cho đâu, tình riêng ôm giữ đạo màu chúng lo. Thật có một quyền do nhiều cách, tùy sự người lao lách thích ứng. Nhưng chung quy một bước chân, đưa dân chung đến hưởng phần siêu sanh. Chớ lấy vật bên mình biên qua, mà dối vàng cho cả như nhau. Bề ngoài vàng giống như thau, nhưng trong thật chất khác nhau rất nhiều. Muôn năm cũng không tiêu mòn được, thật
ất vàng mười sao trước chói chang, quê nhà chớ giả nghi nan, xin cùng đây một lòng vàng chớ phai. Chịu khó nhọc dồi mài đạo đức, sẽ cùng đây quy nhất ý quyền. Dù sao chớ để lợi duyên, một ngày nồng mặn đạo nên một ngày, tâm không bận trần ai nhất vật. Duyên lành gây khắp đất không chừa, lòng này ai hiểu được chưa? Nếu chưa hiểu đang hiểu cho đến cùng.